Cây ớt đẹp không các bạn? Như hôm nay Tùng không bán ớt các bạn nhé, chỉ ăn ớt thôi. Hôm nay mình sẽ test. Đây các bạn, đây cũng không phải đồ chơi trẻ con. Đây là nam châm dùng để tạo ra cái độ tính từ, giúp anh em thợ điện tử có cái tô vít bám ốc hơn. Bây giờ anh em chúng ta sẽ đi test nhé. Khi chưa có nam châm được các bạn, một con vít các bạn nhé, S22 đấy các bạn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cho nam châm vào, vẩy ra các bạn nhé. Chúng ta sẽ cho một cục nam châm vào. Đây các bạn nhìn thấy chưa, nó sẽ bám rất nhiều vít luôn. Và cái lực bám nó sẽ mạnh hơn, thuận tiện cho chúng ta trong quá trình chúng ta vặn ốc các bạn nhé. Giá lại rẻ, nếu các bạn mua cả bộ SE2 sẽ được kèm thêm cục nam châm này các bạn nhé.